Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách cài đặt hệ hành Windows 10 bằng USB các bạn nhé. Thì ở đây ấy, thì mình sẽ gõ ở trên Google, đó chính là cái cụm từ đó chính là Windows 10 hoặc là Windows 11 đấy. Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình sẽ download Windows 10 ấy, thì mình sẽ chọn vào Windows 10 các bạn ạ. Sau khi vào Windows 10 ấy, thì sẽ có một cái bản update và một cái bản tạo. Mình sẽ nhấn vào trong trường hợp các bạn tạo USB để cài đặt đấy, để tự cài đặt cho máy tính của chúng ta ấy. Ví dụ như máy tính của các bạn không chạy được Windows chẳng hạn, thì các bạn có thể update vào đây. Sau đó các bạn bấm vào phần tải xuống này, sau đó các bạn bấm vào phần set file. Đấy, ở đây có Windows 11, các bạn set vào Windows 11 các bạn nhé. Đấy, nhưng mà ở đây Windows 10, mình muốn cài Windows 10 thì mình chạy Windows 10. Sau đó mình sẽ mở cái file cài đặt này lên. Lưu ý là các bạn khi mà các bạn cài cái USB của các bạn phải lớn trên 8GB các bạn nhé. Đấy. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào đây để setup file này. Đấy, chờ cái file getting file các bạn nhé. Đây hiện tại cái file đang getting đây, getting này. Thì nó sẽ đọc những cái thông tin và tiến hành download file về. Đây là cái file mới nhất. File này là update Windows 10 2022 các bạn ạ. Đấy, có là Vision 22H2. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy. Đó, sau khi check xong ấy thì các bạn nhấn vào phần đồng ý này. Đây là những cái thông tin của Microsoft, mình nhấn đồng ý. Ở đây ấy, cái thông tin ở đây ấy, nhiều bạn bảo là không set được ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách set. Ví dụ như ở đây chẳng hạn mình sẽ cài trên cái ổ cứng này các bạn nhé. Đây, cái ổ cứng này là ổ cứng Windows của cứng King Tông. Đấy, tí mình sẽ cài trên cái ổ cứng King Tông này. Đấy, hoặc là mình sẽ cài trên một cái ổ cứng khác, ví dụ như đây là 120GB, mình sẽ cài trên cái ổ cứng này này. Đấy, ở đây là mình trong này nó có update, nhưng mà mình yêu cầu mình tạo mới file, mình nhấn là tạo. Đấy, Intonation Media có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ đến cái USB hoặc DVD hoặc là tạo thành một file ISO các bạn nhé. Thì mình nhấn phần next này, sau đó ở đây cái chương trình yêu cầu recommend ở đây ấy, thì là yêu cầu recommend là Windows 10 các bạn nhé. Đấy, Windows 11, Windows 10 64-bit theo cái chuẩn hệ điều hành hiện tại của bạn ấy. Còn đối với trường hợp các bạn muốn chạy Windows 10 ấy, thì các bạn chuyển Windows 10 32-bit, các bạn chuyển bỏ dấu tích ở phần recommend này đi. Thì các bạn chuyển về 32-bit là x86 ấy. Đấy, sau đó các bạn sẽ chạy thôi. Đấy, ở đây là mình muốn cài Windows 64-bit thì mình sẽ để mặc định là 64-bit này. Đấy, sau đó mình nhấn next này. Đấy, ở đây là có tạo bằng USB flash drive được chưa? Device ở đây thì mình sẽ tạo trên USB này được chưa? Hoặc là tạo thêm một cái file ISO được chưa? Đấy, file ISO này các bạn có thể lưu ở desktop chẳng hạn. Đấy, màn hình desktop chẳng hạn. Nhưng mà mình sẽ lưu vào USB các bạn nhá. Ở đây mình chuẩn bị một cái USB 32GB rồi, các bạn thấy chưa? Đấy, cái USB này mình lưu ở đây này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào phần next. Sau đó mình bấm vào cái USB này này. Đấy, sau đó mình nhấn phần next. Đấy thì sẽ đọc những cái thông tin của cái file này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ chỉ việc chờ quá trình này xử lý thôi. Đấy, sau khi quá trình này xử lý ấy thì những cái dữ liệu ở trong này sẽ xóa hết các bạn nhá. Đấy, ở trong cái USB này sẽ xóa hết. Đó, sau khi xử lý xong thì các bạn sẽ chờ xong và các bạn nhấn finish là các bạn sẽ có USB boot được chưa? Và có thể cài được hệ hành Windows 10 trên tất cả những cái máy tính được chưa? Đấy, và tí mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách cài đặt Windows như nào. Hiện tại thì qua quá trình này thì các bạn không cần làm gì nữa, các bạn chỉ cần đợi thôi. Đấy, đợi quá trình tải xuống, các bạn phải có mạng để tải xuống, tải cái file chương trình và nó sẽ up vào trong cái USB này. Sau khi up vào bên trong USB này ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là làm sao ạ? Up xong vào USB này thì các bạn sẽ rút USB và USB này sẽ khởi động và cài đặt cho những cái máy tính khác mà bạn cần cài đặt hệ điều hành Windows 10 hoặc là nâng cấp lên hệ điều hành Windows 10 hoặc là Windows 11 các bạn ạ.
Windows 11 các bạn cũng làm tương tự, nhưng mà các bạn sẽ phải tải tool của hệ hành Windows 11 riêng, được chưa? Cái tool của hệ hành Windows 11 đấy thì nó sẽ là có cái chữ Windows 11 này này, 23H2 này. Nếu mà được các bạn nên nâng lên Windows 11, bởi vì Windows 11 thì nó cũng sẽ có hỗ trợ nhiều tính năng hay, được chưa? Đó. Thì các bạn nâng lên Windows 11, nhưng mà ở đây là mình chạy Windows 10 thì mình sẽ chạy Windows 10 thôi. Sau đó các bạn sẽ chỉ việc chờ nhé. Sau khi chạy xong ấy, thì các bạn sẽ tắt USB, được chưa? Rút USB ra các bạn. Sau đó các bạn lấy đi cài máy khác thì tí mình sẽ chia sẻ với các bạn cả cách cài như nào các bạn nhé. Đấy, đang download này. Mình sẽ tắt nó đi chẳng hạn. Đây, mình tắt nó đi này. Đối với trường hợp các bạn vào BIOS ấy, thì các bạn có thể nhấn, đối với dòng main này ấy, thì nhấn ESC này này thì sẽ vào thông tin là chọn Select Board các bạn nhé. Đấy. Thì ở đây ấy, thì có ổ cứng này. Đó, có ổ cứng này, có thiết bị ở đây này. Đấy. Trước tiên ấy, thì các bạn sẽ phải setup. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình sẽ setup vào trong cái phần này. Thì ở trong phần boot này ấy, thì mình phải chọn chế độ boot chuẩn, thì nó sẽ tự động boot theo cái chuẩn là boot EFI. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cái này nó quan trọng đấy, được chưa? Đó. Ở đây là chúng ta sẽ boot vào cái ổ cứng này. Đấy. Cái này tí cài win xong mình sẽ chỉnh tiếp. Đó, sau đó các bạn nhấn F10 để lưu và save này. Đấy. Đó, nhưng mà lúc đầu như này ấy, thì nó sẽ boot vào trong cái phần ổ cứng trước. Ở đây chúng ta sẽ vẫn nhấn ESC, được chưa? Không nhấn ESC thì do cái ổ cứng này ấy, thì nó chưa boot vào thẳng ấy, thì nó sẽ tự động chạy thôi, nó sẽ tự động chạy thẳng vào USB của mình các bạn ạ. Đấy, bởi vì USB mình đã là bộ cài rồi các bạn nhé. Đấy, khi mà hiện lên như này thì mình chỉ cần nhấn Next này, nhấn Intro này. Đấy, khi mà nhấn như này thì nó sẽ vào ở đây là setup e-starting, được chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Setup e-starting. Sau khi lên như này ấy, thì các bạn sẽ thấy này, ở đây các bạn có đủ rookie thì các bạn điền đủ rookie, các bạn không có đủ rookie ấy, thì các bạn nhấn không có đủ rookie này. Sau đó ở cái phần phía dưới này ấy, là Windows cài đặt theo kiểu Windows nào, ví dụ Windows 11 Home hay là Windows 11 gì đấy. Ở đây là Windows 10 thì có Windows thì mình sẽ cài được Windows 10 Pro. Cài đặt Windows 10 hoặc là Windows 10 Home Single Language ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó chính là nó sẽ báo cái tình trạng là nó sẽ làm bản rút gọn các bạn nhé, không, nó không báo lỗi gì đâu. Khi mà lên đấy, khởi động Windows, Active Windows ấy, thì nó yêu cầu là phải kết nối mạng ấy, nhiều lúc các bạn phải tắt mạng đi thì các bạn mới có thể bỏ qua được cái tài khoản của nó, cái tài khoản của Microsoft ấy, không thì các bạn sẽ phải điền tài khoản Microsoft vào. Còn Windows 10 Pro thì các bạn có thể chạy Windows 10 Pro này. Đấy, các bạn chú ý nhá. Sau đó các bạn nhấn đồng ý này, sau đó nhấn next, sau đó nhấn custom, được chưa? Đấy, ở đây là có một cái ổ cứng ở đây là mình là 111.8 GB. Dạ, ở đây thì mình không cần ổ cứng nào, là ổ cứng trắng tinh thì mình không cần làm gì cả. Không thì các bạn có thể nhấn new và là format ổ cứng này thì nó sẽ tự nhận diện ra là cái Windows này theo chuẩn là GPT ấy, EFI ấy. Theo bây giờ ổ cứng của mình đã chuyển về định dạng là GBT rồi, cũng không phải là MBA các bạn nhé, và nó sẽ tự động như vậy. Nếu mà cái ổ cứng này chủ của chúng ta là MBA thì các bạn sẽ phải xóa hết tất cả những cái phần vùng này đi, không thì cho dù các bạn ổ cứng này các bạn nhấn vào device option để format ổ cứng ấy, nhưng mà nó vẫn không thể chạy được, bởi vì nó không chuẩn theo cái phần vùng GPT, được chưa? Đấy, phân vùng GPT ấy, đây là primary, là phân vùng đó. Thì các bạn phần phải xóa hết tất cả ổ cứng này đi, được chưa? Đó, nhưng mà xóa hết thì nó sẽ bị mất dữ liệu, các bạn cần phải lưu ý nhé. Đấy, xóa hết như này thì nó sẽ bị mất dữ liệu, thì các bạn phải backup dữ liệu ra. Không thì các bạn phải dùng cái công cụ mini tool để chuyển. Còn áp dụng ở đây là cái ổ cứng trắng tinh các bạn nhé, là không có dữ liệu gì cả. Còn nếu mà có dữ liệu, chúng ta làm theo cách là giữ lại dữ liệu và không mất dữ liệu, và chúng ta sẽ phải sử dụng cái công cụ mini tool các bạn ạ.
dùng mini tool đó. Cái đấy thì nó cũng khá đơn giản. Mini tool thì các bạn có thể áp dụng ở trên trực tiếp ở trên Win luôn đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chương trình là mini Windows ấy. Đấy, ở đây ấy, thì các bạn nhấn next này. Next mình cũng không cần device option format gì đâu, thì mình nhấn next ấy, thì nó sẽ tự động copy file vào trong hệ thống các bạn ạ. Đấy, thì cái phương pháp cài như này thì đa số nó là ok rồi, nó xong rồi, nó không cần phải làm thao tác nào nữa các bạn ạ. Đấy, đó, đây là cái phương pháp cài đặt 2024 mới nhất hiện tại, được chưa? Cài đặt bằng qua USB ấy. Đấy, ví dụ như mình cài đặt cho những cái máy tính khác hay như này thì nó đã cơ bản nó thành công và lên xong cái quá trình này, máy tính của chúng ta sẽ tự động tắt và khởi động lại các bạn ạ, và tự động boot vào trong ổ cứng luôn. Đấy, nó sẽ không boot vào trong phần USB của bộ cài nữa. Đấy, cái phương pháp này nó cũng khá là hay, khá là hữu ích các bạn ạ. Đấy, đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn đối với trường hợp là các bạn mà update Windows ấy, thì ở ngoài cái phần cài đặt này ấy, nó có một cái chức năng là update Windows, được chưa? Đấy, các bạn hiểu chưa? Đối với trường hợp USB ấy, các bạn cài đặt USB, các bạn tải cái công cụ tool từ trang chủ Microsoft về, được chưa? Đấy, sau đó các bạn bung bộ cài vào trong USB. Sau khi bung bộ cài vào trong USB xong thì các bạn sẽ chỉ việc chờ đợi thôi, hoàn thành finish, được chưa? Sau khi hoàn thành, các bạn có thể lấy rút USB và cắm vào trong những cái thiết bị máy khác để cài đặt Windows. Đối với các bạn là những cái máy có nhu cầu nâng cấp Windows hoặc là cài đặt Windows ấy, đấy, thì các bạn cài đặt cái cài đặt Windows này, mình thấy là bây giờ rất là nhiều bạn dễ dàng, không như chục năm về trước ấy, nhiều bạn thì Windows nó còn quá là mơ hồ, nhưng mà bây giờ cài đặt Windows này nó cũng rất là dễ cài đặt lại hệ hành ấy. Chủ yếu là một số bạn ấy thì chưa hiểu những cái tip cài đặt Windows, ví dụ như tại sao nhiều lúc các bạn đã thấy là cái Windows mà em tải cái chương trình tool ở trên hệ thống của Microsoft về như vậy ấy, em có bộ cài như vậy, cài hiển thị rồi, nhưng mà đến phần ổ cứng nhận lại, dù em format hết ổ format định dạng phân vùng ấy, nhưng mà vẫn không thể chạy được, là do cái phân vùng của chúng ta là đang ở cái chuẩn là MBA, có cái nhà MBR ấy, thì chưa phải chuyển qua GPT ấy, thì cái phân vùng cài ở trong USB ấy, thì nó là GPT, được chưa? Cho nên là nó không thể hiển thị được cái bộ cài các bạn nhé. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Khi mà cài đặt Windows 10 và 11 ấy, các bạn chỉ cần làm như này thì nó sẽ tự động lên Windows thôi, được chưa? Nó cũng khá là đơn giản. Nhiều bạn còn sử dụng Windows XP ấy, Windows XP hoặc là Windows 7 ấy, thì nó sẽ có một cái khó như sau. Có nghĩa là khi mà cài đặt Windows 7, Windows XP ấy, thì chúng ta cần phải có một cái chương trình, đó chính là chương trình boot. Đấy, cái chương trình boot của cái chương trình khi mà cài xong Windows ấy, nhiều lúc là nó chưa thể chạy được trên ổ cứng đấy, bởi vì nó còn phải cài boot nữa các bạn ạ. Đấy, boot kiểu như boot MBR ấy, cho active cho cái phần vùng đấy. Đấy, còn Windows 10 là các bạn không cần. Đấy, các bạn sẽ chỉ việc khởi động lại thôi, nhanh lắm các bạn. Hầu như là quá trình cài đặt này đã thành công và đã xong rồi. Và trong trường hợp là như này thì nó sẽ tự động chạy lên thôi. Đây này các bạn thấy chưa, nó đang load chương trình Windows này. Đấy, nó đã lên thành công các bạn ạ. Đây, cái này nó boot thẳng vào trong cái phần ổ cứng ở đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Starting, đây, getting device. Ở đây rất là nhanh. Đấy, getting ready, chuẩn bị sẵn sàng. Đấy rồi các bạn. Đây. Đây logo của Acer này. Đó. Các bạn thấy là logo của Acer này, các bạn thấy chưa? Ở đây là getting ready này. Đấy, rất là nhanh luôn cái chương trình này cài đặt. Thực ra bây giờ hệ hành Windows nó rất là cần thiết cho chúng ta. Bây giờ mình thấy đa số là hệ hành Windows là chiếm phần đại đa số rồi. Thực ra MacBook ấy thì chỉ một số trường hợp đấy thôi, chứ mà để đa năng ấy thì Windows nó vẫn hơn, nó vẫn nhiều người dùng sử dụng hơn. Nếu mà nói để nói tính năng bảo mật ấy, thì đúng là MacBook sẽ có tính năng bảo mật hơn. Cũng tại MacBook
thực ra cũng một phần là MacBook ít người dùng cho nên là cái tính năng bảo mật của nó cũng sẽ an toàn hơn thôi. Đấy, nó cũng thế chứ không phải là MacBook là nó bảo mật 100% các bạn nhé. Đấy, nhưng mà hiện nay Windows thì mình thấy là nhiều người sử dụng này, ứng dụng tương thích đa dạng này. Đấy, đặc biệt là các bạn sử dụng Windows 10 ấy, thì tương thích rất là tốt. Đấy, có một số chương trình cũ ấy, thì sử dụng Windows 7 ấy, thì nó cũng ok được nhận, nhưng mà đa số thì bây giờ thì sử dụng Windows 10 nhiều hơn thì ạ. Nhiều người chưa nâng cấp lên hệ hành Windows 11, căn bản là bản thân mình vẫn chưa nâng cấp lên Windows 11 đó. Căn bản là Windows thì nó tương thích nhiều chức năng của phần mềm, ví dụ như nhiều lúc các bạn tìm kiếm những cái phần mềm ấy mà các bạn thêm vào ấy thì nhiều lúc là nó chạy thực tế ấy, là Windows thì nó sẽ tìm nhanh hơn, còn Mac OS thì nó tìm hơi bị lâu. Mà Windows thì tương thích từng phần cứng như các thứ, mình thấy là ok. Bây giờ ấy, nhiều bạn ấy thì cũng chuyển qua Windows, kể cả bây giờ nhiều bạn sử dụng những cái laptop thì có những cái laptop Windows nó cũng mọc. Tất nhiên là cho cái thị hiếu của người dùng nữa, số là Windows đấy, giao diện quen thuộc thân thiện. Tuy rằng có thể là một số chức năng phần mềm hiệu năng nó hơi kém một tí, nhưng mà nó nhiều người ấy, mình thấy là vẫn thích xài Windows hơn. Các bạn có ở đây có wifi, bạn chọn wifi, không có thì bạn chọn wifi sau. Đấy. Cài đặt cho máy. Đây, chọn next. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ setting iCloud. Đó. Bây giờ đa số những cái thời buổi công nghệ như này hiện tại thì những cái máy tính hoặc là máy tính Windows thì nó cần có các bạn nhá. Đấy, mình thấy là như vậy. Bởi vì là nó sẽ mang lại cho chúng ta cái hiệu quả công việc cũng như là các thứ ấy. Đấy. Căn bản là đối với mình ấy, thì làm việc với máy tính nhiều thì tầm khoảng 15 đến 20 tiếng một ngày, còn phần ít thì 24/7 thôi, được chưa? Đó. 24/7. Làm việc thường làm việc với máy tính nhiều hơn, được chưa? Đó. Thì mình thấy thì nó cái máy tính cũng như là hệ hành Windows ấy, nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều năng suất cho cái công việc, đặc biệt là các bạn liên quan đến những cái thông tin như là phần mềm hoặc là những cái đại khái là liên quan đến máy tính, được chưa? Đó. Đây là khá là cần thiết, được chưa? Sau đó cũng nhiều bạn câu hỏi ấy, thắc mắc các thứ, được chưa? Đó, giải đáp hệ hành Windows. Đấy, đây là cái cách mà chia sẻ tip Windows. Đó. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến Windows thì các bạn để lại bình luận ở dưới phần description video, được chưa? Hoặc là các bạn nào mà có những cái thông tin mà cần mình hỗ trợ ấy. Đấy, hỗ trợ trực tiếp nhá, hỗ trợ trực tiếp thì các bạn chỉ cần buy cho mình một cốc cà phê thôi, được chưa? Mình sẽ hỗ trợ trực tiếp luôn, nhưng mà thường vào buổi tối các bạn nhé. Đấy, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp. Còn những cái bạn nào mà có những cái lỗi thắc mắc thì các bạn comment ở dưới phần description video thì mình sẽ hỗ trợ với các bạn em ạ. Đó, khi mà cài đặt xong như vậy thì nó đã xong hệ hành Windows rồi, các bạn thấy chưa? Đó, một giao diện trắng thoát đã được hiện ra. Đó chính là quá trình khởi động lần đầu tiên các bạn ạ. Đây, cài đặt vào hệ hành ở C này này, các bạn thấy chưa? Thì vào trong phần quản lý ổ cứng, đây là ổ cài đặt Windows, ở đây là bạn thấy chưa? Ở đây là Windows 10 này. Đấy. Ở đây là Windows 10 là cái file mình download về ấy, hệ thống đấy. Đó, bạn thấy chưa? Ở đây nó cài đặt, nó có một cái phân vùng khởi động EFI, ở đây là 100M này, phân vùng này phân vùng recovery này. Đấy, recovery partition này, phân vùng này là phân vùng chứa hệ hành Windows này. Còn đây là ổ USB này. Đấy, cài đặt xong như này. Đó, sau đó các bạn sẽ cài đặt những cái phần mềm cần thiết cho máy, thậm chí là đây là mình có thể kết nối mạng này. Đó. Thấy chưa? Các bạn có thể cài đặt Word, Excel hay là mọi thứ, và các bạn sẽ thiết lập những cái thông tin ví dụ như là ngày giờ, date time hoặc là những cái thông tin liên quan đến đến những cái ngôn ngữ hoặc là liên quan đến những cái vùng miền của các bạn đang hoạt động. Đấy. Đấy. Liên quan đến date time này, vùng này. Ở đây thì có rất nhiều thông tin về dead time, chỉnh sửa format number này, chỉnh sửa về vùng này, ngôn ngữ này,
về dấu câu này, đấy, về xeo xiếc này, đấy rất là nhiều, đấy về dấu chấm dấu phẩy này, đấy theo từng vùng của các bạn, đó, đấy như vậy thì chúng ta đã setup được xong cái hệ thống Windows các bạn ạ, đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bạn nhé. Và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Bạn nào còn có câu hỏi thắc mắc gì không các bạn. Đấy, như vậy chúng ta đã setup được hệ Windows rồi. Rất là cơ bản. Rồi, bye bye các bạn nhé.